người ta kêu mướn thợ mà bốn người cưa mà nó không dám cưa. Cái nào? Dạ cái gòn chỗ này nè anh. Sao người ta không dám cưa? Tại anh biết sao? Nó có cái điểm. Có cái điểm hả? Cái điểm là con chim cú nó đậu đó không à. Cái mẹ em đậu cái phong đi với quân thù. Ba bóng qua chồng một bóng cờ. Vô cùng lên nhân dân Việt Nam áo bụng. Vô cùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng. Thầy cô lai nước nhà thầy bình minh. Cái nhà vậy sao mà ở? Trời ơi, nhà cái nè. Mưa là em ở nhà. Quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Tam Bình của Vĩnh Long các bạn. Thì khi mà đi ngang cái căn nhà bỏ hoang ở bên trong sâu một cái khu vườn này, mình được biết đây là một người phụ nữ sống khá là khép kín ở trong cái căn nhà này các bạn. Thì như bạn nhìn thấy thì cái căn nhà này thì được xây dựng cũng như là làm khá là lâu rồi. Thì mình nhìn thấy thì nó nát khá là xuống cấp nghiêm trọng rồi các bạn. Cái đường vào này, rồi nước nó ngập như thế này mà cô vẫn ở trong này các bạn. Thì ngày xưa thì cô này á sống cùng với cha ở trong nghĩa địa và làm nghề khoai nghĩa tang các bạn. Rồi về sau này á thì cũng có lấy chồng, nhưng mà người chồng hình như là do ăn nhậu nhiều quá nên là mới bị gì hết. Thì hiện tại bây giờ cô đang sống một mình ở trong cái nhà này các bạn. Theo như mình nhìn thấy thì cái phía đằng sau đã bị sập rồi, còn phía bên hông này thì cô đi lượm rác, lượm ve chai hay là tất cả những cái bọc mà người ta bỏ đó thì cô ấy đi nhét vào xung quanh để cho mưa nó phải dột. Thì không biết là hiện tại giờ cô ở nhà không, thì mình thấy cửa thì đang mở. Ôi, con chó khá là dữ nhỉ, cứ đụng vào cái là nó cắn hung nó hàn lắm. Hung lắm. Ô, cái đường vào bây giờ sao vào? Dạ chào cô. Làm sao mà vô được nhà cô đây? Trời ơi, nó xình này. Nay cô không đi làm à? Em bữa nay em đi làm sáng rồi. Em bữa nay em làm sáng rồi. Hôm nay làm được mấy nghìn mấy chục? Dạ, làm mưa quá trời rồi em cũng làm. Bữa nay cũng cứ gõ nó nghỉ hai ba bữa rồi. À. Cũng em cũng tranh thủ là bữa nay bà trong xã nói là bớt mưa rồi nó làm nhà mà không biết. Là làm nhà cho cô hả? À, có người người ta đang nói là người ta làm nhà cho cô. Dạ. Ồ, bên hông cái nhà này. Dạ. Ở đường sau hình như nó sập rồi đúng không? Dạ sập chân rồi. Thì giờ em cũng mà mưa bây giờ em phải chịu rồi đó. Mưa là phải chịu quá. Dạ. Xem không nhà. Dạ. Dạ chịu. Chịu. Bây giờ là em chịu hẹp rồi đó. Mưa quá trời luôn mấy anh ơi. Tại vì nước quá em cũng nói thiệt. Nó quá mấy ông người ta còn khóc làm nữa. Sao khóc cô? Chứ cái nhà vậy sao mà ở? Nhà nó sao nói mẹ này. Trời ơi, nhà cái nè. Mưa là em ở nhẹp chân vậy đó. Mưa là ướt nhẹp luôn hả? Dạ. Trời ơi, em chèn cái nè. Rồi mấy anh vô cái nè. Chèn bấy chân. Mở cửa đi cô. Mở cửa. Dạ. Vô nghe mấy chó hùng quá. Chó nó có cắn không cô? Dạ không. Chết. Rồi không dám vô. Bây. Nó ra vườn xích được không? Dạ. Nó ra vườn xích được không? Xong rồi. Dạ đi em cộng nó. Dạ đứng lùi ra để đưa. Đứng ra đứng xích chân rồi đi em cộng. Không là nó cắn rồi. Dạ. Nó rung dữ đó. Đưa thông thiên quyển ra ngoài. Anh đi ra ngoài, anh đi ra anh là ở ngoài đi em cộng. Rồi. Xích ra ngoài đi, xích ra nữa đi. Xích ra nữa thì nó hung lắm. Chẳng xích ra đừng cho nó thấy á, rồi em cộng cho. Luồn cô luôn. Ừ. Dạ. Lôi cô chạy. Trời ơi, chứ bị gì? Tại cô cũng mướn miếng. Mấy anh, nó lại cho mấy anh, cho mấy anh không cho đường này hai. Dạ. Chưa. Trời ơi. Anh xích ra nữa đi, rồi em cột. Còn chú bị sao nha? Mấy anh không mấy anh ra mấy anh không có báo mà biết sao được? Ôi trời ơi! Ấy nằm nước đây, nằm chứ? Dạ. Đừng phá phán đi từ từ.
ăn đi con. Dạ, người ta cho bánh mì ăn anh ơi. Em mà người mà có lợn bánh mì bán đó. Rồi em thấy người ta thấy cực khổ người ta cho ăn đó. Dạ. Có nghĩa đi làm mướn bằng cái lợn. Dạ, bằng mướn là trời mưa em cũng đi nè anh ơi. Dạ. Đi là không có tiền ăn. Dạ. Cái nhà cô đưa thì là cái cái cây mà gòn đó người ta kêu mướn mướn thợ mà bốn người cưa mà nó không dám cưa. Cái nào? Dạ cái gòn chỗ này nè anh. Sao sao người ta không dám cưa? Tại nó biết sao nó có cái điểm. Có cái điểm à? Cái điểm là con chim cú nó đậu đó không à? À. Cái mà mẹ em á, mẹ em đậu cái cây gòn á 150 kg đó. 150 kg. Dạ. Đội cái bức sen bể luôn đó em mua đó. Em mua cái người ta thấy vậy ta cho đó. Cái mà thằng kia vậy cái điện tư thằng kia đó. Dạ. Nó anh thấy vậy đó. Đó là cái cây đấy có ma hả? Dạ. Chỗ này cái nghĩa trang của huyện Tâm Bình mà. À, cái chỗ này là ngày xưa cái nghĩa trang. Dạ. Cô sống trên cái đất nghĩa trang. Nghĩa trang trước cửa đó. À. Chỗ đó đang còn mộ đúng không? Dạ. Bây giờ nó cũng còn cái xác. Còn xác rồi đúng không? Dạ. Bây giờ người ta nói là à, giải tỏa một lô này nè, người ta đem ra làm vàng xanh vàng đỏ. Ừ. Đó. Thôi cô ở trong nghĩa trang cô không sợ hả? Vậy chứ người ta đưa mình về mà. Ừ. Có ngày mình không có chỗ ở nên mình buộc làm vậy. Ta đưa mình về thì mình em nói với anh nghe, người ta đưa mình về. Ở đó em bảo biết sao chừng cấp 2 á. Ừ. Rồi cái người ta thấy khổ quá đi, rồi cái người ta đưa em về đây là em giữ 150 mấy cái mộ lận, xác có mà. Mà xác có người có. Ừ. Dạ. Cô sống bằng nghề giữ mộ. Không có, em có. Hồi đó em ở trên kinh mới á, người ta không đưa em về đây. À. Nhưng mà ngày xưa là cô làm cái nghề giữ nghĩa trang đúng không? Không có, em bằng ở trên thành phố anh ơi. Tại vì dòng họ em tranh chảnh á. À. Rồi sau này hả có về. Hôm nay cô nấu món gì đây? Dạ, đâu có nấu món gì đâu. Có gì ăn không? Dạ người ta mới cho đồ ăn. Cho cái gì đâu con xem nào. Dạ cái này em mới nấu cơm. Cái này người ta mới cho đồ. Cho con xem thế nào. Cái đấy dạ. Người ta cho hả? Nồi dạ. Thịt hả? Dạ. Cái đó là anh biết sao. Tại không ăn cho cái đồ bánh mì. À. Cái đồ bánh mì đó đó. Dạ. Này cô rửa ráy thứ ngay chỗ bàn thờ luôn này. Chỗ này là dạ. Rửa chén rửa bát hả? Dạ chứ chỗ đâu rửa. À. Em đi xách nước em đi xách nước ở bên chị dâu cho đó. Đổ gác rồi chị dâu em cho mà xài nước chứ có đâu mà nước anh nước đâu mà xài anh. Cái bàn thờ đó là chồng cô hả? Cái này nè, cái này cũng chồng, này là cha, cái này là ông bà cái ca. Dạ. Cái này trong chùa. Dạ. Ta cho đó. Ừ. Rồi chồng cô mất lâu rồi. Dạ, cũng như nó làm bạn anh ơi chứ không có tương lai. Có nghĩa là hai người gặp nhau thì ở với nhau thôi đúng không? Dạ, gặp nhau đâu, làm bạn thôi à chứ không có bao giờ có gà trống mà không có gà giò anh ơi. Có gà trống mà không có gà giò là sao? Dạ cũng như là mình có gà trống là có gà giò cũng như mình ở với chồng mình có con đó. Có nghĩa là có chồng mà không có con. Dạ thì nó như vậy đó. Thì cô tên gì? Dạ Út. Cô Út. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Em mới có 52 à. Mới 52 hả? Dạ. Phải không? Phải. Con chuột 52 mà. À, con chuột 52. Dạ. Cái này tới mình nữa là em 53. Con chuột nè. Rồi nhà mình có điện không cô? Có bật điện được không? Dạ. Điện có sáng không? Dạ người ta cho con nhà cao đó thôi. Nhưng mà có sáng bật lên cho con xem đi. Đây cái chỗ này là cô làm cái bếp. Mà cái bếp thì nó sập rồi. Cô mua cái ghế về cô kê lên hay sao kìa. Rồi cái dây điện. Cẩn thận không nó giật đấy nhà. Cô nhà. Cái nhà thì cái vách thì nó như là cái tấm này. Cái tội quá. Cái này người ta cho nè, cái này chị dâu chị cho đó. Dạ. Chị dâu bên bản tôi làm. Rồi. Cái máy nhà nó như thế kia thì sao mưa thì sao cô ngủ? Thì phải chịu chứ sao anh? Rồi mưa nó dột lên đầu à? Dạ. Em mới xin ta nè. Mới xin ta miếng cao su để em che đó. À, tính che lên đó. Che cho cái mùng ngủ á. Đâu cho anh xem nào, đi vô cho anh xem. Đó. Cái mùng nè. Cái mùng đây nè. Đó. Cái mùng đó. Cái mùng cấp đâu mà. Cô đi vô cái cái mùng em giả rồi. Rồi cô đi vô xem nào. Dạ. Vô nhà luôn đi con. Dạ. Ở đây nuôi cả mèo luôn này. Nuôi mèo luôn. Bom phải nuôi rồi. Rồi cái giường mà cho nhìn như thế cái giống cái nhà của công chúa cái vậy. Cô vừa nấu ăn ở trong đây luôn này, nấu ăn ở trong cái. Nó ăn đây nè.
có chút xíu đó. À, có lẽ nấu ăn ở trong cái bếp nào? cái phòng ngủ luôn. Vậy chứ phải thì phải chịu hẹp anh ơi. Chịu hẹp á hả? Dạ. Rồi sao chỗ ngủ mà sao con nuôi mèo chi vậy? Vậy buồn quá thì phải nuôi cho nó vui. Rồi sao buồn, nói con nghe coi. Vậy chứ có ai đâu, con sống có mình một mà không lẽ buồn phải phải nuôi bậy nuôi bạ nó vui. Cũng như mình không có con, mình có mèo thì nó phải ngao ngao đồ chứ. Này kia thì nó không có vui. Có nghĩa là không có chồng cho nên muốn nuôi con mèo để cho nó đỡ buồn đúng không? Dạ, cho nó vui chút. Nó ở đây rồi. Rồi sống ở đây là giống như cả ngày không ai vào tù hết. Dạ, nói thiệt. Em trời, anh biết không, sống cho mình đây. Em đi mặc, ta lấy đồ em trơn luôn. Lấy đồ gì, cô có gì đâu người ta lấy. Người ta cho, người ta lấy gạo ăn. Ta cho gạo ăn, lấy gạo ăn trơn. À, lấy gạo của cô hả? Ừ. Cô đứng đây này cô. Đâu đi, em cần gió này. Ăn đi mi. Cô đứng đây này cô. Dạ dạ. Dạ. Trời ơi, em mới nói em mặn cho chị dâu em nè, chị dâu em cho hoài à, cho ăn đồ qua ăn hoài à anh ơi. Dạ. Chứ đồ bánh mì. Cô